trận đấu chung kết thứ hai dành cho cặp đôi Cam Quýt và Vinlove trong C1 này. Vâng, Hitty nào, hai cũng phải nằm rất gần. Bên kia lại là bên kia quân lại có cái con kiểu bóng nhà Đông A, còn rất gần. Sang phơi quân đối phương, bên mình là một thủ Quýt và Hitty là của Vinlove. Vâng, ra con eo tô trong cái map này lại phê. Hy vọng bài sẽ đẹp, bài kiểu bài khung đồ ăn nhiều đi. Vâng, bài Hitty này của Vinlove đang cảm giác cỗ đầu đang ok rồi. Sẽ là một cái đầu sơ mới từ bài Hitty này. Rồi, chào anh Tạ Văn Hào, xin chào Bố Sóc và xin chào Tuấn Tuấn. Còn VKL, quân sức quân VKL gì mọi người nhỉ? Thực ra cũng không phải là quá bất ngờ, khi một quân bài thì chúng ta cũng bao giờ cũng chơi với thế kiểu quân ta cửa giới hơn rồi. Và thực ra quân đẹp thì chưa chắc là bài đã đẹp, chúng ta cùng chờ xem. Bài Hitty này, bài EA mà tôi quýt cũng đang có 77 đưa về hưu 6. Rồi, vậy là tắt lại hưu 7. Mà 7 với 6 cũng ngang nhau cả, thực ra lượng thực nó vẫn ok thôi, không phải hưu 4 là tuyệt vời rồi. Bù lại Quýt đang có thêm một người hưu to của giá xa, đang cho hai con dân đá hưu về rất nhanh cho nhà chính. Còn chúng ta cần thêm những con voi và những bãi quả. Bài Yamato Quýt đang định đánh theo kiểu chém sâu chém khỏe bài Yamato này. Kèo này thì được đi chúng ta thắng 4-0 mọi người ạ. Thời điểm mà Gani đang vừa comeback vừa quay trở lại. Hôm nay kết hợp giữa tiếng Tây và tiếng Ta hơi nhiều. Có voi cho Cam Quýt. Ok, xin chào Bông Bông, xin chào anh Dũng Minh và xin chào anh Gia Lộc, người già của anh Minh Dũng. Con chuẩn rồi anh Bùi Công Thời, vắng đỏ ăn thất. Anh em nghe tiếng vua chat vừa rồi cũng biết được rồi. Thực ra thì có lẽ là những kèo sau thì để tránh cái việc anh em chúng ta kiểu hồi hộp hơn, để cho anh em chúng ta hồi hộp hơn thì có lẽ anh em sẽ không lấy tiền qua chat của bên lớp. Anh em có xem cảm giác kèo đầu nó không bị kiểu bị hụt hứng hay bị làm sao cả. Bài đôi voi về, những lớp đang như vậy 4 voi về, có lẽ đổi lại cho việc chết dân thì chúng ta đang có thêm nhiều voi thôi. Ok, chào Nhạt Nhòa và xin chào Thành Nghiêm, xin chào anh chú Việt Hiếu, gương mặt thân quen, người chia sẻ cũng như là người tặng sao. Anh Đỗ Minh Châu, chúng ta không nên nói như vậy anh ạ, khả năng game thủ chúng ta chắc là bách đánh lỗi thôi. Anh em chúng ta không nên dùng những từ ngữ như thế, mặc dù là fan Pedro Cam Quýt thật. Anh em không nên sang đây để kiểu chê trách Hoàng Nhi hay gì cả. Vâng, liệu rằng cái truyền thuyết của anh em chúng ta vẫn truyền miệng nhau có đúng hay không? Vâng, có bãi quả, bài City này đang thất bắc bình rồi. Một bài kích chín vẫn đánh chém hay chăng? Chúng ta cùng chờ xem bởi Persian. Vâng, Quýt thì đang động viên lớp bảo những kiểu bài kích chín thì cố gắng đánh kiểu ai dò chọc chết một nhà đi. Quýt lớp đang cắt dần đóng cho mình chiến kết thứ hai rồi. Vâng, cùng quay trở lại bài Yamato này. Và Quýt cũng đã được kích đời với khoảng tầm 25 nông dân của Yamato. Vâng, Quýt cũng là một bài mình nghĩ khoảng tầm 10 sớm thôi. Một bài khoảng tầm 10 phút 1-0 x dành cho bài này. Đang chờ gỗ để đóng nhà BL. Rất là 4 dân đóng nhà, BM đã co. Bên này thì Quýt đang gặp Gunny, là người cầm sen trong trận này. Còn lớp sẽ người cùng cánh gặp Persian của ông anh.
Còn như vậy lớp bù bài mà chết dần về việc kích đời thì đang muộn hơn nhà mà tôi rút kích anh kích nhanh nhỉ. Vâng, chưa đóng BM. Vậy là đóng A trận này. Vâng, lớp đánh cung trận này, bên này quýt. Cùng quay trở lại Yamato bài cầm chem. Vâng, gặp Gunny cầm sang, mình nghĩ rằng cái map này thì sang có thể đánh kiểu đáp đánh cung thôi. Cái map của Pơ sang thì có lẽ là đối phương kiểu đánh một cung một chém. Pơ bắt đầu vào vàng thôi. Theo thông tin mà lớp đang bảo vệ, cái bài của lớp sẽ bài bằng kiểu bằng sóc tê có giáp đứng tì đứng thủ hay chăng. Vâng, con tê đã co. Vâng, cứ cho Gunny vừa làm khoảng tầm 3 nông dân của Hitty rồi. Nhưng lượng máu mất đi kha kha. Quýt bên này vẫn đang chọc thẳng nhà sen. Và tạm thời thì vẫn chưa thấy thêm những công dân khác, ngoại trừ một vài con dân thời điểm đầu tiên Quýt đã làm gỏi xong rồi. BL thứ 3. Bằng BL 3 cho bài Yamato này. Giật phụ phà. Và một 2 Gunny vẫn chưa đời xong này. Bài sen kích chịt, sen không phải sen mắc binh. Bài sen kích 10 thôi. Và đây là ba con nông dân chơi của ông anh đang đứng chơi chào cờ. Vâng, thằng 28 bài ba lời những bài những con lạc đà của cái củ của ông anh, liệu rằng tao có làm được gì nhiều hay không. Lớp tham lai 21 vẫn đang cố gắng giữ mạng của mình bằng việc ăn bãi quả này. Vâng, đây là Gunny khả năng cao sẽ chết cái bài 3L này của Yamato. Gunny đang rất loạn nhà ở nhà thì chúng ta chờ tên cơn chém nó chính ra. Giải quyết vẫn đang rất chắc chảy khi đóng thập phê thủ. Cái bài của Gunny mình tin là ngoài Gunny sẽ chóc kiểu vào tầm 1A đều thôi. Tơ đầu tiên của nó vẫn là 3BA, những tơ giao thì khả năng cao. Gunny sẽ bài phải chóc kiểu bằng 2A đều là cùng. Bài và lộ trình đang rất loạn rồi. Lộ trình Gunny đang bị chạy tung vé hết lên. Vâng, đang vác rất nhiều dân nào sửa và vác có con phê. Có con phê thứ hai sinh ra hay không? Tôi ở nhà thì là bị lọt rồi. Bài mà Hùng Anh đang thích được lạc đà khá đông đời này, bốn con lao vào. Và những con lạc đà kia dường như đang về cứu cái thủ Gunny thì phải. Lớp bên này liệu rằng đã đẩy bay bắn fit nhà bơi chưa? Còn vẫn đang tụ cung thôi và đây cũng là Hitty. Có gì là lạc đà cực kỳ chất. Lớp đang ép quân kiểu ép quân bài này. Và đấy tham ai của nhà cầm pơ. Pơ cũng chết khá dân rồi. Và đây quanh ruộng ấm của game thủ oanh mà game thủ cái lớp đang chơi vào. Quýt bên này tham 32 vẫn đang ăn hoang bình hữu này. Vẫn đang càn quấy nhà Gunny bắt game thủ của anh bên kia phải phát đặc đà thủ. Ở nhà dụ chính của mình cũng đang bị game thủ Gunny chơi vào. Ông anh chơi vào. Có 3L mọi người ạ. 3L. À, anh kiểu bằng trâu chém và chém đi cung. Lớp bên này 28 thích quân và game thủ chỉ dần con đặc đà của game thủ oanh. Ông vớ vẩn trận này lại thắng anh em ạ. Có một trận đấu mà game thủ Càng Quýt đang chém chết xe của game thủ Gunny trong bài cầm cung. Còn Quýt vẫn đang quấy nhà Gunny không để ra quân trận này bằng vừa chết thêm khoảng tầm 6 con dân nữa của Gunny. Tuyệt vời. Bài oanh đang phải bơm đồ cho game thủ Gunny sóc quân thì phải. Mình cá rất là như thế. Còn Quýt vẫn đang cái thời bàn hoàng cần một chút gỗ. Còn Quýt đang tự ăn gỗ rồi. Tránh việc làm trò với lớp bắt tay nhưng cẩn thận khi Gunny vào Hoàng đang muốn ốp tơ này. Quýt sẽ đi cùng giờ. Còn lớp sẽ ngời thực ra những con lạc đà để lao vào cùng giờ Hitty rất khó. Vài lớp vẫn đang có những con gờ đi móc máy rất khó chịu dành cho cái bài Hitty này. Vâng, bài là bài sen của Gunny. Gunny đã yếu, siêu yếu cho sen Gunny rồi. Vâng, lớp sẽ đầu tư cái giáp không anh nhỉ? Em nghĩ đầu tư cái giáp cho nó chắc cốp. Không, ở ngoài đang đẩy. Đây là một tơ một dân quân kết hợp tơ này. Cẩn thận khi mà bầu một Hồng Anh đang muốn bắt quân. Giữ con nào giữ. Khá đông quân tơ này. Tơ bỏ nhà giữ tha. Chắc quân nó đông thôi còn dân nó không nhiều. Quýt
Liquid vẫn đang kiểu bằng 2 đời chém 4 đang đi vào nhà Gunny tới này. 3 BL thứ 7 Aero vẫn đặc vật. Lớp ra 18. Đang gọi cam quýt sang chém bên này rồi. Bít lỗ châu mai vào. Những xe đang vẩy ra. Lớp đang lấy thân mình lấp lỗ châu mai bên này. Nhưng lạc đà và ngựa chém cung rời đang vẫn đang nhiều và ta đang muốn quay bắt. Đối phương lại là người bắt được chúng ta. Quýt tham 32. Bằng công đã công bồn. Cố lên nào. Ta vẫn đang phải cố bơi một chút đồ cho lớp thôi. Trận này quýt đào được rất hay rồi. Làng là Persian, chúng ta có P giờ này cố gắng làm một trào. Có hai cũng đang làm hoặc cái gì đấy. Gani đang làm vài khắc khoảng tầm 2 BA đều. Đằng lớp đang chạy về nhà chúng thủ bằng quýt để hồi. Nhưng Gani bên kia cũng đang rất tỉnh. Khi mà cho những con giờ vào trước thì chơi P. Vâng, giữ tam bài đối phương là bài kiểu hít dân. Còn bài quýt chúng ta là bài rất nhiều dân vẫn đang còn. Và lượng gỗ vẫn đang đủ cho găng quýt đóng cho mình một chiếc ép. Gani đang bắt đầu về dần quay lại nhà chính vào hồi. Cảm sợ đối phương đang phải e thì phải. Màu hai cái này suốt ngày ăn và thể dục thôi. Cần trước đấy cũng dáng kiểu phải lớp mà giữ kích quân kia tới qua. Vâng, Quý đang chạy một mạch sang nhà về lớp cũ để hồi. Và màu hai Gani cũng đang có những đơn vị cung giờ. Gani tầm này ít dân rồi. Đây có lẽ ba con dân cuối cùng là đi thôi. Và Quýt đang chặn đầu. Rồi phay cả ông giờ cũng chép giận chém dân dân trong lần này. Vâng, lớp hồi đến năm 2011. Bởi một chút cỗ soi à dù của em thủ cam Quýt. Vâng, chạy đến nào thực ra cũng không có gì cả. Persia này fit dân rồi. Còn Gunny là bài còn quân nhưng dân mình nghĩ Gunny còn khoảng tầm 5 con dân thôi. Vừa rồi Quýt đã làm gỏi 3 dân. Và Quýt thằng 10 giàu vẫn đang có chém đi quản. Vâng, báo vậy thằng này chúng ta vẫn đang đè một trận đấu mà mặc dù lớp đang đánh hơi xịt cái tân đầu. Nhưng thằng này thậm chí chúng ta vẫn đang đè tầm này những đơn vị tham cực kỳ quan trọng. Vâng, lớp đang bảo Quýt chạy chỗ khác để cho lớp dẫn người ơi, bơm chút được lẻ cho người về lớp rồi. Vâng, lớp tham 15. Tầm này mình nghĩ rằng tầm khoảng tầm 8 con rửa hít ti thôi thì nó siêu 3. Còn Quýt tha 12. Toàn là ngựa chém thôi. Tha 12 nhưng có đến khoảng tầm 11 con ngựa chém và một con dân duy nhất. Có như vậy 7 con chém, 8, 9. Những con dân cuối cùng của gắn thì tha mai báo với chúng ta đang đè mọi người ạ. Lớp đang chơi tha. Tên này thì một tên mà lạc đà không thôi. Cứ rẻ dần thôi. Đen ra mà té không. Vậy lớp vẫn đang tiếp gà này khi mà 150 gỗ tiếp tục có tâm tự sinh ra. Một con nữa sinh ra. Một pha mà ông anh thì còn lạc đà thôi, cố lên nào chỉ một chút nào. Quyết liệu rằng con tơ này có về kết hợp quân hay không, như vậy nó đang quản vào hai. Như vậy lớp sẽ phải mà tự xử những con lạc đà kia của ông anh. Những con lạc đà cuối cùng của Persia. Vẫn đang đánh võng cực kỳ khéo léo và có anh hết dân để bẻ bè rồi. Quýt tha 11 đang chém fit bằng được game thủ quán yêu tuần này. Em nghĩ là Quýt cứ cho khoảng tầm 2 con đi quản thôi được không anh nhỉ? Và về bắt quân nốt nhà lớp cho lớp khỏe với lớp bài còn dân. Đang rỉa nốt những con lạc đá cuối cùng của Persia. Cú đấy thì lần này đã là một đợt giáp và ông anh không phải e bởi ông anh hết dân rồi. Ông anh hết dân. Và ông anh không có dân phải e trong tình huống này. Vâng, sau tuần này những kiểu mà tinh tế hơn thì lớp sẽ kiểu mà chui những con rùa vào bãi gỗ của mình. Vâng, Quýt tham 11 nhưng tham Gunny tầm này mình Gunny còn khoảng tầm tham 3 hoặc tham 2 thôi. Map vẫn đang, game thủ ta vẫn đang không soi tham. Tránh được cả một ảnh hưởng tâm lý. Vâng, bắt đốt cái con rùa này, cháu con chém bằng thụ chém vào. Đây là lớp. Đây tham này 12, quýt gặp kia còn kia. Rồi tuyệt vời. Lớp đang làm cái điều mình mong muốn. Đen nhà chính đi làm chiếc BN cũng được. Cần một A sóc đều thôi. Vâng, Quýt đang bắt đốt cũng còn là khung giờ màu 2 đang ít máu. Trên chỗ nhà B2 anh Quýt thôi.
Vâng, cho máy gỗ bên trên. Chính ai không giờ này rồi, ok. Cái kia ruộng này, nhà chính có 3 con được là. Vâng, tầm này thôi rồi, tầm này Gani còn 3 con được. Phay luôn tầm này. Đang rất ít máu. Quýt đang truy sát bằng được. Một trận đấu mà đang rất đau tim xong trận này kia, chém. Vâng, những con là cùng giờ cổ 2. Và tầm này một vẫn đang đục vào, nhưng đây cũng thấy ti đang nhốt. Vâng, Quýt thang 11 và Hồng Anh và Gani đi sai rồi mọi người ơi. Có ai cho trận đấu này bằng cả Gam Quýt. Lớp thì hơi lỗi. Một trận đấu mà lớp đang cố tình đánh lỗi để làm nền cho siêu phẩm của Gam Quýt. Lớp đang cố tình đánh lỗi để cho Gam Quýt có siêu phẩm và cân 2. Xem fit cả Hồng Anh và Gani trong trận đấu gặp Mỹ Yao tổ của mình. Trong một bài xe Gani được đánh giá bài xe không phải là quá mắc mình. Vâng, lớp tình huống vừa rồi đang cố tình đánh lỗi để làm nền cho Gam Quýt thôi mọi người ạ. Cái bài mà Yao tô vắt 3L và chém chết fit hoàn toàn Gani cầm xe đánh cung. Và Hồng Anh Persian fit là điều dễ hiểu rồi. Hai đều trong C1 chúng ta có chung kết. Tuyệt vời. Một trận đấu mà đang khả năng cao lo ngại kiểu 4 chia trắng không đủ live stream hay chăng.